cơ sở Lan Rừng Ngọc Đền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên quốc nhá. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2019 thì cơ sở chúng em cập nhật rất là nhiều loại hàng mà hôm nay chúng em có để chia sẻ cho mọi người. Trước khi giới thiệu những mặt hàng mà hôm nay em có cho các bạn thì em giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Hình thức bán hàng của em thì em sẽ gửi hàng ship code cho các bạn trên mọi miền tổ quốc. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Chúng em sẽ nhận đơn hàng và gửi hàng đi cho các bạn trong ngày luôn. Và bây giờ em đi vào giới thiệu luôn cho các bạn những mặt hàng mà hôm nay em có. Ở đây là lan hoàng thảo kim thoa. Hoàng thảo kim thoa có giá là 100.000 ạ. Đó. Cây dài đều nhau rất là đẹp luôn. Kim thoa đợt này thì nó dề vừa vừa, không được to mấy. Nó chắc cũng tầm 2-3 dề, khoảng 5 lạng, dề 2-3 lạng gì đấy thôi. Đấy, 100.000 một cân ạ. Còn ở đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng còn mấy cân ở để trong luôn luôn trong thùng này. Thì nhất điểm hoàng thì có giá là 60.000 một cân thôi các bạn ạ, rất là rẻ luôn. Còn đây là điện biên đông. Điện biên đông cho hoa vàng rực rất là đẹp luôn. Điện biên đông có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, về được chừng khoảng 7 cân này. Hôm qua em đặt hàng thì cũng 7 cân thôi. Còn đây là long tu, hàng cây ngắn, cây nhỏ nhé các bạn nhé. Cây nhỏ, cây ngắn, nó dài độ khoảng 10 phân, 20 phân. Đấy, đây là những cái thân tơ của nó, là những cái thân bọc trắng này nhé các bạn nhé. Hàng cây nhỏ giống này thì có giá là 200.000 một cân. Và còn đây là long tu, hàng dài đẹp, đều đẹp luôn nhé các bạn nhé. Em lọc ra kỹ cho các bạn luôn, để tiện cho các bạn dễ đặt hàng. Hàng đẹp thì có hàng đẹp, mà hàng cây nhỏ thì có hàng cây nhỏ. Hàng cây nhỏ thì được nhiều đầu thân tơ. Còn cái này thì dài đẹp, có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Long tu xuân ạ. Và còn đây là lan ý ngọc. Ý ngọc, cái hàng cây nhỏ ở bên này đây, có giá là 170.000 nhé các bạn nhé. Đây là hàng bên này chủ yếu toàn là cây nhỏ nhé các bạn. Đấy, toàn là cây nhỏ thôi các bạn ạ. Đó. Còn ở bên này đây, thân to đẹp, mượt mà luôn các bạn nhé. Ý ngọc thì cho hoa màu hoa cánh trắng và có cái họng tím đỏ rất là đẹp luôn. Có giá là 200.000 một cân thôi các bạn. Hàng to đẹp nhé. Còn đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu thì cũng có giá là 200.000 một cân. Hàng lô hàng rất là ưng ý luôn các bạn. Hàng cây rất là đều nhau này. Đấy, hàng dề cũng khá là nhiều. Đấy, dễ ghép. Và còn ở đây là hàng châu. Châu họ Thuần trong những cái chậu vuông như này nhé các bạn nhé. 200.000 một cây các bạn ạ. Đấy, cây rất là đều nhau luôn. Đó, 200.000 một cây đó. Đó, mỗi cây của nó thì đều có 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp lá này. Vào 7 lá. Đấy, 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp này. Cũng 7 lá đều đều nhau hết này các bạn nhé. Đấy, tất cả nó đều đều nhau hết này. 200.000 một cây thôi các bạn ạ. Cây thì bây giờ nó đang ra nụ này. Cây nào nó đều có nụ hết các bạn nhé. Loại này thì nó sẽ khỏe hơn hàng bóc rừng, hàng bóc trụ nhé các bạn. Loại này thì rễ của nó vẫn còn đầy đủ, nhưng mà cái rễ của nó cũng bị gãy khá là nhiều nhé các bạn. Đó, 1, 2, 3 cặp này, nếu nó đều lên đấy 7 lá hết rồi các bạn nhé. Đó, đây, cây xếp rất là đẹp luôn. Đó, còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi, hàng giống đây có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, hàng này thì sẽ có cả cây gãy dập và cây nhỏ. Và cây già thì nó cũng nhiều hơn cái phần hàng đẹp ở bên này. Đây là cái hoàng thảo vôi, hàng đẹp đây. Thì thân đẹp mướt mát luôn nhé các bạn nhé. Đấy, hàng đã được chọn lọc. Hàng nhỏ riêng, hàng xấu riêng. Còn đây là hàng đẹp có giá là 260.000 một cân nhé các bạn nhé. Hoàng thảo vôi ạ.
Còn ở đây còn khoảng 2 kg bút lồi. Bút lồi thì bây giờ đang lên nụ nhé các bạn nhé. Đó, đang nụ này. Đây, đang nụ này. Có một có thân này nó bị gãy đầu này. Đấy, đấy đang nụ đây. 280.000 một cân nhé các bạn nhé. Dài đều nhau luôn này. Còn ở đây là đai trâu rừng nhé các bạn nhé. Đai trâu rừng, cây nhỏ. Đấy, hoa của đai trâu rừng đây. Bây giờ đang nở hoa này này. Về chúng ta chăm sóc ở vườn có khả năng là nở sang năm là nó nở đúng dịp Tết là rất là tốt. Dòng này chúng ta là chơi nghinh xuân. Nghinh xuân đây. Để chúng ta chơi xuân. Đấy, 550.000 một cân nhé các bạn nhé. Các bạn thích lấy cây nhỏ thì đặt hàng với chúng em lấy cây nhỏ nhé. Còn cây to là em gửi cho cây to. Đấy, đều đồng giá là 550.000 một cân đấy. Đai trâu rừng. Đấy, cây to thì bên này đây. Đấy, các bạn thích cây to thì em gửi cây to cho các bạn nhé. Đai trâu rừng thì mùa này thì cây nó lúc khai thác về nó bị mất nước, héo lá đôi chút. Nhưng mà nó lại lợi vì kg nhé các bạn nhé. Mùa này là mùa đang ra hoa nên là chúng ta ghép cây thì nó cũng rất là thích hợp luôn. Đấy, hàng cây nhỏ thì nó sẽ có cả những cây chỉ có hai lá nhé các bạn nhé. Hàng rừng thì nó không được đều nhau. Đó, có những cây nào mà nó yếu quá thì loại bỏ ra. Ví dụ như cây này đây thì bên chúng em cũng sẽ lược bỏ ra, nó yếu quá rồi. Đấy, đấy, như cây này đây cũng rất là yếu luôn này. Đó, lá vàng lá rụng thì em cũng loại bỏ hết cho các bạn luôn. Đấy, đấy, như cây này thì đấy nó còn khỏe đây. Chúng ta về ghép dòng này nó sẽ hồi phục rất là nhanh thôi. Bởi vì khi chúng em lấy hàng về thì chúng em để nó khô ráo, để lúc gửi hàng đi nó sẽ không bị hỏng cây. Nên là chúng ta cũng không phải lo sợ loại này. Những cây này nhỏ quá chúng em sẽ loại bỏ nhé. Đấy, đấy, còn thành từng bó này. Đây là đều là những cây mà đã được loại bỏ ra rồi các bạn ạ. Đấy, mà hôm qua bên chúng em gọi lan gửi đi cho các bác là đã được loại bỏ rồi. Đấy, hàng này thì sáng sớm dậy đây thì em cũng làm clip luôn cho các bạn thì em cũng chưa lược bỏ được nhé các bạn nhé. Đó, cây bên dưới rất là đều luôn. Đấy, còn ở đây là lan lụa vàng. Đấy, đây lan lụa vàng, hoa cực kỳ thơm nhé các bạn nhé. Lụa vàng hay còn gọi là u lồi thơm á. Đấy, đây là một số thân nó mà già xấu quá thì chúng em sẽ lược bỏ ra để cho vào vườn chúng em ươm tiếp nhé. Các bạn cứ yên tâm là sẽ được hàng đẹp, có thân tơ, khóm nào có thân tơ nhé các bạn nhé. Đấy, từ những thân như này trở lên nhé các bạn. Đó, hàng rừng thì nó sẽ có cả to cả nhỏ nhé, lúc gửi lan nhé các bạn nhé. Đấy, lụa vàng có giá là 350.000 một cân nhé các bạn. Đây là trâu cây to đây, loại cây to này. Còn ở đây là hương vani. Hương vani em về độ khoảng 3 cân này, có giá là 250.000 một cân ạ. Còn đây là đuôi chồn bắc, chồn trắng nhé các bạn nhé. Chồn bắc, chồn trắng có giá là 160.000 một cân ạ. Số này em chỉ còn hàng giống thôi. Hàng to đẹp thì có khoảng hơn 1 cân ở đây thì em có khách đặt rồi. Đó, hàng to đẹp thì có giá là 240.000 một cân cơ. Nhưng mà em hết hàng, còn hàng giống thôi. Còn đây là lan cẩm báo. Cẩm báo, cây đang nụ nhé các bạn nhé. Cây đang ra nụ này. Nhưng mà cái nụ, có những cây nào nụ dài quá thì nó hay bị gãy. Đó, có giá là 250.000 một cân ạ. Lan cẩm báo ạ. Cây to, cây nhỏ có hết nhé các bạn nhé. Đây là lan hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc bây giờ thì lá nó đang bắt đầu xuống lá và đang lên nụ nhé các bạn nhé. Đây là những cái nụ của hạc vĩ bắc đây. Đó, đang sưng nụ ra như này đây. Đó, đấy, hạc vĩ bắc có giá là 260.000 một cân ạ. Còn đây là lan hoàng thảo thập hoa nhé các bạn. Hoàng thảo thập hoa có giá là 150.000 một cân. Thập hoa thì bông hoa nó cũng hồng hồng, tím và hồng.
gần giống như là hoa hương vani. Còn đây là lan hoàng thảo tam bảo sắc. Hoàng thảo tam bảo sắc thì hoa rất là rực rỡ luôn, có giá là 250.000 một cân. Đây là hoàng thảo trúc mành. Trúc mành hàng rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Trúc mành hàng rừng Tây Bắc có giá là 250.000 một cân. Đấy, trúc mành với hoàng thảo tam bảo sắc là bông hoa của nó là tự tựa như nhau nhé các bạn nhé. Màu sắc nó gần như nhau và màu sắc nó đều sực sỡ như nhau các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Còn đây là hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn có giá là 250.000 một cân ạ. Đó. Hàng bây giờ đang mùa lên nụ nhé các bạn nhé. Hoàng thảo xoắn là mùa bắt đầu lên nụ nhé. Còn đây là tóc tiên Bắc, hay còn gọi là đuôi chuột nhé các bạn. Có giá là 150.000 một cân ạ. Và còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng đẹp luôn này. Đó, 200.000 một cân ạ. Còn đây là kiều vàng. Kiều vàng thì đây, hàng mà nhỏ quá thì các bạn ấy lọc gửi lan cho các bạn rồi. Cái hàng nhỏ nhỏ xấu xấu thì có giá là 110.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Còn hàng mà dài đẹp đây, để em nhặt bớt ra tại vì em cũng quay sớm nên chưa kịp lọc hàng. Đấy. Cây nhỏ đây. 110.000 một cân thôi. Còn đây to đều thì có giá là 160.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, bên chúng em bán hàng thì có phân loại đàng hoàng hẳn hoi cho các bạn nhé. Đấy, hàng to đều đây. Đấy, đó, 160.000 một cân ạ. Đấy, vừa quay để vừa lọc hàng luôn cho các bạn, cho nó chi tiết đúng không? Đấy, các bạn cứ xem qua đặt hàng sơ sài. Đấy, dài đẹp đây, to đẹp đây. Đấy, cây nhỏ cây rời thì có 110.000 cân thôi. Đó. Đấy, hàng này là 110.000 cân này. Hàng này 160.000 này. Đó. Còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân có giá là 150.000 cân này. Đó. Kim điệp xuân đang chuẩn bị ra nụ nhé các bạn. Kim điệp xuân là nó nở hoa đây, như cây này đây đang sức nụ này. Đấy. Đó. Đấy, đang nứt nụ nhé các bạn nhé. Đây. Đó. 150.000 một cân ạ. Còn đây phi điệp vàng. Phi điệp vàng có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Phi điệp vàng bây giờ đang lên mầm, chuẩn bị ra rễ thôi. Đấy. Thân già thì nó là cái nguồn dinh dưỡng để nó nuôi những cái mầm cây con này nó phát triển nhé các bạn nhé. Đấy. Một số cây nó sẽ bị vàng lá đi đôi chút này. Đó. 150.000 một cân ạ. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hàng to đẹp 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, thân to đẹp này. Kim điệp nhựa bây giờ đang nứt nụ nhé các bạn nhé. Đây là những cái nụ còn ngắn này, nó chưa dài này. Đây là có những cái bông mà nó sắp nở hoa ở đây. Dòng này thì nó nở hoa lai rai rất là lâu. Đấy, có những bông nó to như vậy rồi. Đấy. Hàng nhỏ thì có giá nó rẻ hơn. Đây, đang nụ này. Kể cả những thân già nó đang ra nụ này các bạn em. Cái điểm nhựa thì thân nào nó gần như là thân nào nó cho hoa. Đó. Hàng to đẹp có giá 250.000 một cân nhé. Còn ở đây kim điệp nhựa, hàng cây nhỏ 180.000 một cân thôi các bạn. Đấy, cây nhỏ này. Đó. Cây nhỏ nhỏ thôi nhé các bạn nhé. Là 180.000 cân ạ. Còn đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua có giá là 150.000 cân nhé các bạn nhé. Môi tua đây. Đó. Môi tua cho một màu vàng rất là đẹp. Hoàng thảo môi tua hay còn có cái tên là Bạch Long Hoàng Long Vĩ. Đó. Còn đây là lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt chắc còn độ khoảng 2 cân. Đấy. Đùi gà dẹt
cái số hàng này thì nó hơi xấu xấu. Thì em bán giá là 160.000 cân nhé các bạn nhé. Đùi gà dẹt bây giờ đang lên nụ này. Đó, những cái nụ lan đùi gà dẹt đây. Thì có những thân nào mà nó chưa ra nụ thì nó sẽ ra nụ sau nhé các bạn nhé. Bây giờ mới là đầu mùa ra nụ thôi. Đấy, như thân này đây rất nhiều nụ luôn này. Đó, một dê của nó sẽ có gồm cả thân già và thân tơ, 160.000 một cân thôi. Còn đây là kiều dẹt này. Kiều dẹt có giá là 600.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, kiều dẹt đây. Lan kiều dẹt thì hoa cực kỳ là đẹp rồi. Đấy, còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Bây giờ cũng đang nụ rất là nhiều này, để chúng ta chơi xuân. Đó, loại hàng đẹp này có giá là 230.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, hàng đã được cắt tỉa bớt những thân già và bây giờ nó đang xuống lá để cho hoa nhé các bạn nhé. Đây, đây là những thân hoa của nó đây. Một những dề này của nó sẽ gồm cả thân già và thân hoa nhé các bạn nhé. Còn ở đây hàng xấu xấu. Chỗ hàng xấu này thì em bán giá rẻ cho các bạn là 160.000 một cân nhé. Đấy, hàng cây nhỏ nhé các bạn. Đấy, có cả những thân 5 phân nhưng mà thân 5 phân thì ít thôi. Thân 10 phân, 20 phân rất là nhiều luôn. Đây, thân nó rất là đẹp luôn. Vàng óng. Đấy, đấy, 160.000 cân thôi loại này. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Các bạn thích loại lan nào và còn thiếu những mặt hàng nào thì gọi điện cho em theo số điện thoại là 0984754102 để đặt hàng nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng về trâu nhà em hôm nay rất là đẹp luôn. Trâu này trâu theo giỏ, bao đẹp cho các bạn, không lỗi lã nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan Trung Quốc đã luôn đồng hành và ủng hộ cơ sở chúng em suốt thời gian qua.